xong này nào thắng vào cái nhà vệ sinh luôn. Hả? Lấy cái phòng này như này nào thẳng vào nhà vệ sinh. Đây đây, cửa đây đây. Đây là một cái phòng đấy, đúng không chị? Ừ. Nhưng mà đấy quay cửa đây đây. Là cái phòng của anh Tiền. Hành lang ở đâu đi vào? Đấy. Nữa lại một cái hành lang còn đây. Làm này. Nữa lại có cái hành lang ở chỗ này xây tí tí. Thế cái phòng này chắc chỉ được tầm 12 mét thôi, nhiều gì chưa nhỉ?